À vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Em có trụ sở chính tại thành phố Thái Nguyên và có kho quận 12 Hồ Chí Minh anh em nhé. Đây rất dễ dàng và tiện lợi để gửi hàng cho anh em tất cả mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em giới thiệu với anh em một cái hạ áp từ 50V xuống dưới từ 13 cho đến 30V, tùy ý anh em điều chỉnh anh em nhé. Xin lỗi anh em vì giọng nó vẫn đang như vịt được ấy. Ốm quá nhưng mà thôi thì đến hẹn lại lên video thì vẫn phải ra. Không có các bác lại mắng nho lại bảo là mấy hôm không thấy ra video. Đấy. Hiện tại trước mặt các bác thì các cái tấm pin phổ biến trên thị trường nó từ khoảng 300W đến 540W. Nhưng mà điện áp của nó ra toàn 50V thôi. Nhưng thiết bị của mình thì lại có 12V, thì vấn đề là làm thế nào để sử dụng. Đây tấm này, ví dụ tấm này như tấm này là điện áp của nó là có thông số của nó đây. Ví dụ như tấm này này là công suất là 395W này. Điện áp là 49,64V này, điện áp làm việc là 40,84V này, dòng là 10,27A là dòng ngắn mạch này, dòng làm việc là 9,76A. Đấy, đây là cái tấm GIA tháo mái, hiện tại em vẫn đang có sẵn hàng và bán 2,2 triệu một tấm. Bán chạy lắm anh em nhé. Đấy, vấn đề là cái điện áp của nó 45V. Nhưng tất cả các thiết bị trong gia đình của nó, của em đang sử dụng đây toàn 12V thôi. Thì vấn đề làm nào để sử dụng được cái tấm 45V như thế, thì em thông qua cái con này. Con này thì nó là một con hạ áp anh em nhé. Hạ áp từ 45V xuống 13V8 đây. Và cái khoảng điện áp của nó có thể điều chỉnh được. Xin lỗi anh em vì nó nhấp nháy, nhưng mà em nhìn trực tiếp thì nó không có nhấp nháy đâu. Và qua màn ảnh thì nó sẽ như thế. Đấy. Thế thì đây, đây là quạt 12 này. Đây là những cái bóng đèn 12 này. Đây em kẹp vào luôn nhé. Đèn sáng này, sáng đèn này, thấy chưa? Đèn rất sáng. Đây là đèn nữa này, sáng luôn này. Và sáng thì được bao nhiêu áp, bao nhiêu volt, bao nhiêu ampere thì mình cũng có sẽ sẵn sàng biết hết. Em phải giảm nó xuống không? Vì cái quạt này nó chỉ chịu đựng được cái mức dưới 12V thôi. Để 12V 5 thôi. Có quá nó cháy anh em ạ. Đây. Quạt này. Đèn búp này. Đèn pha này. Và hiện tại là dòng của nó là đang 6,60 mấy ampe đấy. 5 ampe, em để 12V6 thôi. Để quá mạnh thì con này nó sẽ bị cháy. Em để 12V6, dòng được 7,78 ampe. Điện áp làm việc của nó tụt xuống còn 42V. Dòng của tấm pin là 1,38 ampe, tức là đang không xài hết anh em ạ. Hiện tại mới chỉ là 9-10 giờ của miền Bắc thôi. Với căng công suất lên thì nó có thể hơn nữa. Đấy, em hoàn toàn sử dụng trực tiếp điện 12V từ tấm 395W anh em nhé. Một tấm 395W này. Dẫn dây vào đây này. Vào con hạ áp này này. Và ra bóng luôn này. Ra quạt luôn này. Anh em thấy không? Hoàn toàn. Con này là thực ra nó chính là con hạ áp thôi anh em ạ. Hãng của nó là Edizoy này, model là LMD400FP này, MPPT step down 400W này, Solar Changer Controller này. Con này thì nó ghi là Solar Changer Controller đấy, là tên của nó, đúng ra nó là sạc, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời. Đấy anh em nhé, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời. Nhưng cái hay của nó là mình không cần bình ắc quy nó vẫn chạy anh em nhé. Chạy tít luôn đấy, không cần bình ắc quy đâu. 4,62 ampe này, volt này, ampe này. Đây là điện tấm pin vào này, dòng của tấm pin này. Điện ra này, dòng của điện ra này. Xin lỗi anh em vì nó cứ nhấp nháy như này, nhưng mà đây, nhìn thế này thì kỹ rồi đúng không? Không hết nhấp nháy rồi đúng không?
Đấy, dòng trên của tấm pin này, điện áp tấm pin này, dòng của tấm pin này, điện áp của da này, dòng của điện da này. Nó chạy rất mạnh. Em tạm cắt cái quạt đi để cho nó đỡ ồ gió ồ không hay. Đấy. Khi mình tắt quạt đi thì dòng của nó chỉ còn có 2A, 2.8A. Còn hiện tại bây giờ mình có thể bật các thiết bị lên đến khoảng 18-20A. Đấy. Tại xe này đến lấy hàng này, đang quay video thì cũng bỏ ra bán luôn anh em nhé. Đang quay video bỏ ra bán luôn. Thực ra là em đang test máy cho một bạn ở Định Hóa, Thái Nguyên. Em bán cho bạn ấy một con sạc này với lại một con tấm pin này. Nhưng mà đang quay video thì dừng lại đấy đi. Dừng ở đấy đi để bê tấm pin lên luôn. Có mỗi tấm mà. Đấy thì rút ra em bán luôn anh em nhé. Em à, đang quay video nhưng mà em đến lấy hàng thì anh bán luôn. Thằng Cường nó giả tiền rồi. Tấm nào vậy? Tấm này, mỗi tấm thôi. Đang quay video anh em ạ, nhưng mà như thế là được rồi. Bán luôn. Alo. Anh em Định Hóa anh em nhé, xe của Hiệp. Rồi em tạm dừng video ở đây để thế phải mở lắp mới lên được chứ. Em bảo rồi. Em cứ để nghiêng đi nhé. Đấy, rất tuyệt vời anh em nhé. Một con sạc này. Một tấm pin này. Và giao cho em Cường ở Định Hóa. Xe 20C23787. Anh em Định Hóa rất quen thuộc với xe này rồi. Có mỗi tấm thôi. Mấy cái này nữa em ơi, chưa xong. Đây cái này nữa. Bán luôn. Không cần hộp nữa. Mỗi này thôi. Đây. Còn gì nữa? Mỗi cái vỏ hộp nó anh để đâu rồi? Thế mỗi này mà ra là đấu điện dùng luôn. Đấy, dùng luôn đấy. Ok, chả cần vỏ hộp đâu.